Sợ e đến việc ủ ê, bốn phương yêu nghiệt đổ về Nam Bang, gây nên một cuộc chiến tràng, máu lên ông cẳng mà làm than muôn đời. Thay thi chồng chất ngất trời, đó là quả gửi cho đời hạ quân. Sự tu nếu ít phước dân, không mong sống được gặp cơn thái bình. Nà, như vậy thì nếu sự tu mình là ít đó, thì không sống được gặp cơn thái bình. Nếu mà chúng ta tu đúng theo lời Phật dạy rồi đó, là chúng ta được trở lại cái tỷ quả thần lung, tức là lòng thét cha lửa sau này, là bốn con thẻ đó. Rồi sau khi dưng lửa cháy thì có thiện bát nhã rước chúng ta về nơi cái tỷ quả thần lung. Ở đó chúng ta sống trong, thầy cho biết là trong 7 năm, 7 niên hòa địa nhân hiền thủ, chúng ta ở đó tiếp tục lo tu hành. Còn cái người mà không tu ở thế gian trả quả rất nhiều lắm, khổ sở vô cùng. Đó, chừng thế giới năm châu thay đổi, chỉ sống còn những kẻ tu hiền. Thương bao nhiêu hung ác lị phiền, đâu còn được coi miền bảy núi. Ngài lập hội thay nằm như củi, còn máu kia tựa suối chảy ầm. Trước kênh này ai cũng động tâm, huống hồ các Phật tiên thần thánh. Nhưng rồi cũng có phương cố gánh, bởi nhân không toàn thiện phải mang. Lời phiên răng người hại sửa sang, lẽ phiên khích hãy nên liệu lượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Ngọc Tâm hoan ái kính chào quý cô chú anh chị cũng như quý vị đồng đạo gần xa kính mến. Kính thưa quý vị, thì hôm nay Ngọc Tâm được hữu duyên gặp lại chú Ba để tìm hiểu về cái nguồn gốc ngày xưa, thì khi Đức Phật Thầy sai đệ tử đi cấm bốn con thẻ đó chú Ba. Thì nhờ chú Ba cho biết cái ý nghĩa về bốn con thẻ Đức Phật Thầy cấm để làm gì, và sau này thì ai vào đó thì được hưởng cái gì, và không vào thì sẽ thiệt thòi ra sao. Nhờ chú Ba giải cho đồng đạo mình hiểu biết về thẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau đây để bàn với luận đặng coi chân lý. Thì thật ra thì có đồng đạo Ngọc Tâm có hỏi lên là ý nghĩa của bốn thẻ như thế nào, mà Đức Phật Thầy sai Đức Cố Quảng đi cấm bốn thẻ để làm gì, rồi những người được vào bốn thẻ ra sao, rồi những người không được vào ra sao. Thì chúng tôi xin lần lượt để giải bài. Nó có từ cái chi tiết, quý vị chúng ta ráng theo dõi. Theo dõi rồi quý vị góp ý cho chúng tôi. Thật ra thì lời của Đức Phật chỉ dạy rất là sâu màu, để cho có những cái ý nghĩa sâu xa đối với chúng sanh, và lừa lọc con lành là ngày sau được gặp gỡ và được gặp dự hội Long Hoa và hoặc là Thượng Quan Thánh Đức. Thì cái câu hỏi này nó rất ý nghĩa, rất là sâu xa vô cùng. Khi chúng tôi trình bày quý vị theo dõi có những cái mục tiêu nào, những cái ý nghĩa nào mà chưa rõ ràng, thì mong nhờ chư đồng đạo của chúng ta góp ý thêm, và để cho những cái ý nghĩa chúng tôi đã hiểu, những cái lời chỉ dạy của Đức Phật Thầy hoặc là Đức Thầy của chúng ta, để chúng ta nương vào đó để ráng vào được cái bốn thẻ. Kính thưa toàn cả quý vị, trong cái buổi hạ quân mạt pháp cùng cuối này, tức là đời hạ quân hạ, tức là một cái hạ quân cùng cuối để lập lại cái đời thượng quân, nên Đức Thầy cho biết là những cái cảnh khổ của thế gian, hoặc là những cái cảnh vô thường đối với đến với chúng sanh, và đến với cái thân vô thường của chúng sanh, rồi chúng sanh sẽ phải chịu những cái quả báo, quả báo đó. Rồi những người nào mà được giác ngộ trên chân lý mà làm lành, thì những người đó sau này được sống một cái cảnh đời thượng quân thánh đức, hoặc là giảng sanh cực lạc, hoặc là dự hội Long Hoa. Kính thưa toàn cả quý vị, qua những cái ý của đồng đạo hỏi, chúng tôi xin lần lượt trình bày.
Kính thưa quý vị, Đức khi xưa đó, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã đắc đạo, Ngài mới giảng đạo, sau đó Ngài mới truyền lại cho tất cả 33 vị tổ, tức là từ Maha Ca Nhiếp cho đến Đức Lục Tổ Huệ Năng. Khi đến Đức Lục Tổ Huệ Năng bậc truyền y bát, cho đến là trên dưới 1.000 năm, thì Đức Phật Thầy của chúng ta ra đời là do nơi cái sắc lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài mới trở về đây, Ngài mới đem cái giáo pháp của Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và của Đức Ngọc Đế, Ngài mới trở về đây, Ngài chỉ dạy cho tất cả chúng sanh biết rằng chúng sanh sống trong cõi này, tức là sống trong cái cõi quế trược, tức là phiền não vô cùng, tham sân si phiền não sanh ra rất nhiều, nên ít có người để tạo nhân lành, tại vì cái phước thì mỏng, nghiệp thì dày, nên chúng ta sống trong cái cảnh khổ này, tất nhiên là nó chịu mãi mãi muôn ngàn kiếp đến nay rồi. Mà Đức Thầy cho biết là lên lên xuống xuống luân hồi chuyển kiếp ấy cũng do nên lục căn mà nhiễm lục trần, ý thức lầm lạc ái kiến của các trò nhận cái thân ô trược này là thật, cái cảnh phú quý tồn tại cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai là hai thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành, cái đất nước hương trời của các trò khác chi là cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc, còn tội chướng thì phải chịu luân chuyển báo đền. Như vậy thì cái cảnh vô thường, cái thân vô thường, rồi cho đến cái tâm vô thường, chúng ta luân chuyển trả quả. Nên Đức Thầy của chúng ta thấy với lòng từ bi của Ngài, Ngài mới trở về đây, Ngài nói trong cái bài sứ mạng rằng Lý Thiên Đình đã hoạch định cuộc nguy cơ, thảm họa sắp tràn lan, đây ta không thể đem phép vệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Như vậy thì các Ngài có lòng từ bi, thấy chúng sanh đang đến hồi trả quả, và phải những cái quả báo mà chúng ta đã tạo gây rồi thì bây giờ chúng ta phải đền trả. Mà Đức Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết là nghiệp đến rồi, dầu bực tiên ông cũng phải trả chứ không tránh khỏi. Như là Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cũng lên, nghiệp tạo rồi thì đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến, nghiệp lực rất mạnh vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu, giống nghiệp càng chăm rễ gốc sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ, nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, dai cho nhiều thì trả lợi nhiều, nợ hồng trần chẳng lúc nào tiêu, dây quan trái mới cứ đeo buộc mãi. Như vậy thì chúng ta tạo nhân nào thì quả nấy, mà Đức Thầy đã biết rằng trồng cái lành quả vị thơm tho tuy không thấy mà sao chẳng mất, hay là Thầy nói là trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, chúng ta tạo nghiệp lành thì hưởng quả lành, mà chúng ta tạo nghiệp dữ thì lãnh quả dữ. Nên Đức Thầy của chúng ta thấy rằng chúng sanh sắp đến trả quả, Ngài mới trở về đây để chỉ dạy cho chúng sanh, chỉ dạy cho chúng sanh để những lời của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy, của Đức Phật A Di Đà và của Đức Thầy của chúng ta chỉ dạy và dẫn dắt cho chúng ta trở về một cảnh giới an lành. Mà Ngài Thanh Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết rằng mượn chánh pháp đóng thiền đưa nhân loại, đem hành lành làm đất chở quần sanh, từ thấp hèn để đến chỗ cao thanh, từ thấp hèn để đến chỗ cao thanh đưa nhân loại. Mượn chánh pháp đóng thiền đưa nhân loại, đem hành lành làm đất chở quần sanh, từ thấp hèn để đến chỗ cao thanh, bao thống khổ nhân sanh cùng nhất định. Phải vững chí, phải càng thêm bình tĩnh, phải thực hành đạo chánh ở nơi lòng, cuộc chuyển lai nhân loại khắp đại đồng, điều tai khổ nhân sanh cùng khắp chốn. Đức Thầy của chúng ta đem cái chánh pháp của hai vị Phật Tổ để chỉ dạy cho chúng ta, để đưa chúng ta về nơi cái cảnh giới an lành. Thì cái cuộc thế gian này đó, Đức Thầy cho biết qua cái quyển nhất đó, Đức Thầy cho biết là hạ nguyên này đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng khắp trong trần hạ, nhộn nhàng xiết bao. Như vậy thì Đức Thầy đã tiên tri qua cái những cảnh khổ đó,
chúng sanh đến trả quả. Rồi bây giờ chúng ta cũng cùng với nhau cũng là loài chúng sanh sống trong cái cõi này, mà tại sao mà chúng ta được phải còn tồn tại sống cái cuộc đời hạnh phúc? Vì cái cảnh giới này sau này đó là cái cảnh thay đổi rồi, ai cũng phải đều khổ sở mà trả. Nên Đức Thầy á, nên Đức Phật Thầy mới cho Đức Cố Quảng đó là đi cấm bốn ông thẻ. Cấm bốn ông thẻ ý nghĩa đó là một cái gì? Đó là một cái cảnh giới. Một cảnh giới là tức là Ngài Thanh Sĩ cho biết là cái tỷ quả thần lung. Cũng như Đức Thầy khi còn tại thế đó, Đức Thầy của chúng ta đó, sau ông Lương Lê Văn Tốt đó, một hôm Đức Thầy mới nói ông à, mai sáng này đó, ông sẽ mai một bộ đồ bà ba trắng, ông đến tôi sai ông đi công chuyện. Thì ông Lê Văn Tốt vâng lời. Ông Lê Văn Tốt vâng lời, đến sáng đến đó thì gặp Đức Thầy tại Tô Đình. Lúc đó là thưa Thầy, sai biểu con chi? Thì Đức Thầy nói là ông cầm cái phong thơ này, ông đi đến chân núi Cấm đó. Ông đến đó là có một người dẫn ông đi, ông sẽ đi đến ông đưa thơ cho người kia. Thì ông Lê Văn Tốt nói thưa Thầy, con biết ai mà dẫn con đi? Thì Đức Thầy trả lời rằng, nói rằng đó là ông đi đến đó có người đến gặp ông và đưa ông đi. Thì ông vâng lời Đức Thầy, sau đi đến chân núi Cấm đó thì gặp một cái ông tuổi cũng cao mà râu á thì tới ngực, mà ăn mặc một bộ đồ đen. Ông mới hỏi rằng, phải Đức Thầy sao ông đến gặp tôi dẫn ông đi phải không? Cái trong lòng của ông Lê Văn Tốt ông nói, ủa tại sao ông này ông biết, ông biết mà Đức tôi đến gặp ông mà để dẫn đi. Ông mới nghĩ thầm trong bụng, thì ông nói đúng rồi, Đức Thầy sai tôi đến gặp ông nè để dẫn tôi đi. Thì cái lúc gặp rồi đó mới dẫn đi, đi xuống một cái hang rất lớn, đi xuống một cái hang á, đi xuống rất là sâu, đi xuống sâu rồi đó, nó đến một cái cảnh giới khác, tức là khi qua một cái bước sâu đó, bước thềm sâu đó, xuống bước cái thềm chót đó thì có một cái bầu trời nó sáng hực, nó sáng mà nó rất là mát mẻ dịu dàng. Rồi trước khi đi đó, ông dặn rằng tôi dẫn ông đi đó, ông gặp điều gì ông đừng có hỏi, ông đồng ý không? Ông là dạ tôi đồng ý. Như vậy là ông đồng ý, ông gặp gì ông đừng có hỏi tôi nha. Là rồi. Thì dẫn đi một đổi đi xuống đó, thì thấy một cỏ rất là mềm mại. Là coi như là đi một đổi đó là cái cảnh giới của gì mình thấy nó rất mát mẻ và nó là sáng suốt vô cùng. Nó khác hơn cái cảnh giới trên mình, ông thấy khác lạ rồi. Ông đi một đổi ông thấy một cái con sông rất lớn. Con sông rất lớn có cây cột. Có cây cột rất là dài. Mà cái cột đó là có một cái lá cờ. Có một cái lá cờ mà cái cột đó nó chiếu hào quang sáng rực. Ông mới hỏi, ông thấy lạ quá ông mới hỏi, ông nói ông ơi, sao cái sông này nó trong veo, nước nó trong veo mà không thấy có cá, mà lại có cái cây gì mà nó thật là dài, nó có một cái lá, có một cái lá này là giống lá cờ quá. Như vậy thì một cái nó sao nó sáng hực mà nó chiếu hào quang cho ông. Cái ông mới nói rằng tôi đã nói ông đừng đi với tôi, đừng ông gặp ông đừng có hỏi, ông chỉ thấy thôi ông đừng có hỏi tại sao ông hỏi. Nhưng mà nói gì ông cũng nói. Ông nói rằng đó là cái cây này là cái cột cờ. Sau này khi sấm nổ ra rồi đó, khi tiếng nổ ra rồi đó bắt đầu nó bật, nó dựng đứng lên. Lên tới nửa lừng trời đó, rồi thế giới thấy như vậy đó. Mới thấy là coi như cái cờ rất là hào quang sáng rực. Thấy nó quốc rất là lạ lùng. Thế giới ta mới đi đến. Thì ông đi một đổi nữa. Ông đi một đổi nữa, ông thấy cái cầu thật là xa. Cái cầu thật là xa, nó rất là rộng rãi, là lớn. Rồi ông hỏi, ủa cái cầu gì mà nó quá dài ông? Mà hai bên cầu nó có chiếu hào quang chứ, cầu gì quá đẹp chứ ông? Mà ông nói là, tôi nói ông đừng có hỏi, tại sao ông hỏi? Ông nói gì chứ, ông nói cái cầu này cách một cái sông rất lớn, đi qua một cái sông rất lớn. Nhưng mà cái cầu này á, là chất cái cầu đó bằng lưu ly pha lê ông ơi, nó có hào quang sáng rực hà. Thôi như vậy ông đi nữa,
ông đi đến đâu ông thấy đền đài nhà cửa gì đó, có đến đài lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung đó, coi như là nó sáng rực lên ha. Mà cái nhà nó lạ hơn cái cảnh giới trên mình, nó rất là lạ, rất là đẹp đẽ. À, nên ngài Thanh Sĩ cho biết đó, ngài nó nói là màn bí mật non đài khi giáng, kẻ làm lành tâm sẽ đến mà xem, ngọc muôn màu kết tụ làm rèm, lầu dạng nóc khó ngó xem bỏ mắt, hương vô tận bay thơm nồng nặc, gót thần tiên nện khắp gần xa, nơi đâu mà cũng có muôn hoa, muôn hoa có hằng hà đức Phật cảnh quý báu này trên mặt đất, không xa xôi nhân vật nghi ngờ, hãy ráng tu sẽ được hưởng nhờ, ráng nghe kỹ lời cơ mít trước. Như vậy thì ổng xuống ổng thấy một cái cảnh giới rất lạ lạ lùng, ổng thấy lạ lùng hơi trên cái cảnh này, cái tâm ổng rất là vui tươi, là khoản khoát vui vẻ vô cùng. Ông đi một đổi nữa đến cái đền thiệt là cao, đến đền là cao, ông đi mà rất là đẹp, hai bên đi đó ha, hai bên lề đó là coi như là cỏ mọc rất là mềm mướt, là coi như là cái cỏ rất là lạ lùng, mà ông đi trên cỏ không à, rất là lạ lùng, ông thấy đi mà mát giòn luôn. Và đi đến cái đền, vừa bước lên đến cái đền thì trong đền đó, trong đền đó thì thầy bước ra nhận thơ, Đức Thầy nhận thơ. Khi nhận thơ xong rồi, cái Đức Thầy nói thôi, ông đến đây nhiệm vụ ông đã xong rồi, thôi bây giờ ông trở về đi. Ông mới thấy cái chuyện lạ, ông nói cái ở trên á, thì lúc đó Đức Thầy sai đi đó là Đức Thầy đưa cái thơ, thầy dặn dò đàng hoàng, rồi xuống dưới này đó, cũng thấy Đức Thầy nhận thơ nữa, ông mới thấy lạ lùng. Ông đi mà ông ngó ngoái lại, ông ngó ngoái lại hoài, vừa bước đi mà vừa ngó ngoái, thầy nói sao đi về không đi mà còn ngó ngoái hoài vậy. Ông thấy chỉ nghĩ trong tâm ông nghĩ là lạ lùng, tại sao hồi ở trên thì Đức Thầy đưa thơ mà xuống đây á ông cũng nhận, thầy mình cũng nhận thơ. Rồi ông đi cho lên được, trở về tới tổ đình. Đức Thầy trong tổ đình đi ra. Cái Đức Thầy nói Đức Thầy mới nói ông đi kỳ này nó quá hay, quá giỏi và là rất là mau lẹ. Nên Đức Thầy cái lúc Đức Thầy nói vậy đó mà Đức Thầy khen ông. Rồi lúc mà chúng tôi có đến nhà của ông Lê Văn Tốt hỏi đó thì ông kể lại vậy. Ông nói chú ba ơi, tôi đi hồi đó làm cái đi thơ mà đi lần nào thầy cũng la cho nó chậm trễ lắm, mà kỳ này đi về cái thầy khen lắm. Thầy đặt cho tôi là cái tên là đặt tên là gì? Tẩu mã a, tức là chữ tẩu là đi, chữ mã là ngựa, chữ a là đứng đầu, tức là giỏi nhất. Ông đi là rất là giỏi nhất. Và Đức Thầy mới dặn ổng nè, tôi cho ông biết đó, nhị thập bất niên tứ ngoạt nhật thời, tức là được 20 năm. Rồi là tứ ngoạt tức là tứ là tháng tư, hoặc là tháng tư ông mới được nói nha. Nhưng mà ổng về ổng mới suy nghĩ, ổng nói tại sao mà cái cảnh gì ở dưới quá đẹp đẽ vô cùng, mà thầy sai mình đi như vậy đó, mình về mình âm thầm một mình tức quá đi. Thôi gặp ông Hai Tho, kể lại cho ông Hai Tho, Lê Văn Tho đó, tức là ông Hai Tho thuyết pháp đó, nói cho ông nghe, thì ông nghe, ông nói thầy dặn vậy không có được nói, nhưng mà ông Hai Tho ông lên ông chịu không nổi, ông cũng phải nói lên, ông nói lên hết cho tất cả trong là băng đĩa, để cho mọi người đều nghe được là Đức Thầy sai cho ông Lê Văn Tốt đi dưới cái ruột năm non, tức là một cái cõi trời, tức là một cái cảnh trời của đặc biệt của Đức Thầy, mà cái cảnh trời đó là cái cảnh trời thượng quân sau này đủ gì, cảnh trời thượng quân. Nên Đức Phật Thầy chỉ cho ông sai cho ông Đức Cố Quảng cấm bốn ông thẻ, mà biết quý vị là cấm bốn ông thẻ trong một ngày, mà một cái ông thẻ đó là quý vị biết rằng đó là bề dài đó là một thước tư, mà trên có cái búp sen. Rồi cái sức nặng của cái ông thẻ đó là quý vị biết rằng trên 40-50 kg, mà Đức Cố Quảng phải đi cắm trong 4 thẻ trong một ngày. Quý vị mình thấy rằng đó là một cái di diệu không? Tại sao Đức Phật Thầy sai cắm ông thẻ?
bốn ông thẻ là tức là cái tỷ quả thần lung. Tỷ quả thần lung là tức là cái lồng thép che lửa đó. Đức ngài Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết đó là tỷ quả thần lung, tức là lồng thép che lửa. À, cũng như khi xưa mà cái mẫu chuyện của Tam Tạng đi thỉnh kinh đó, đi đến một cái chùa đó, Tề Thiên mà khoe cái áo cà sa của ông Trần Huyền Trang, khoe cái áo cho Trần Huyền Trang, cái áo quá đẹp nên trong ác tăng nó mới tính là tham. Nếu mà coi được một ngày, giữ được một ngày, coi một ngày giữ được một tháng thì coi một tháng, mà giữ được một năm thì coi một năm. Chia cho bằng ta là giết ông tăng này đi, rồi chúng ta sẽ lấy được cái áo cà sa này. Nên có ý đồ tính như vậy, nó bắt đầu cho ác tăng để đốt cái chùa, đốt cái chùa. Và Tề Thiên thấy biết được là bay về đâu. Quan Thế Bồ Tát, Đức Quan Thế Bồ Tát mượn cái hồ lô là úp ông Trần Huyền Trang lại, mà cháy lúc đó mới cháy thì ông thổi lửa cho cháy thêm nữa, ông cháy cho cái chùa cho nó mau tàn. Như vậy thì cháy hết rồi, nhưng mà sáng lại thì Trần Huyền Trang không biết sao cái ngày hôm qua mình ngủ ở đây có phòng, có nhà, có cửa, mà bây giờ ngủ ngoài sân trống lỏng vậy. Quý vị, đó là cái gì? Đó tức là một cái hồ lô mà của Quan Thế Bồ Tát để úp lại cho Tề Thiên. Thì bây giờ Đức Phật Thầy của chúng ta, trước khi ngài dạy cho tín đồ Phật giáo hòa hảo đó, tức là cắm bốn ông thẻ đó để làm gì? Đó là một cái tỷ quả thần lung, tức là lồng thép che lửa. Cái lồng thép che lửa sau này cái người hiền trở về đó. Tại sao cái người hiền mới được trở về? Tại vì trong cái hạ quân này là một cái cơ tẩy trần, là một cái cơ tẩy trần làm cho chúng sanh phải đến giờ trả quả. Mà cái người tu mới trở về đó, là quý vị mình biết rằng về đó là không tránh đi những cái chiến tranh nè, giặc giả nè, thiên tai địa ách nè, rồi là những cái quả lửa mà nó cháy thiêu rụi con người. Nên cái người hiền mới được trở về đó. Nên cái cuộc mà xảy ra cái đời hạ quân mà chuyển thành đời thượng quân, quý vị chúng ta thấy rằng một cái cảnh rất là hãi hùng. Mà Đức Thầy cho biết đó, Thầy nói sao? Thầy nói nơi phía trước treo leo tiếng khóc á, đứng sau lưng hình dốc dãy chân, nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lẫy lừng nặng tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm phèo phang, đến nay gần buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp tràng hại dân. Tức là cái người không tu không được vào đó. Còn người tu đó, khi người tu mới được vào đó là cái lúc mà thất nhật đê mê đó, 7 ngày đêm bật lối trời trăng đó, Đức Phật dùng phương pháp, dùng thần thông đưa cái người hiền trở về đó quý vị. Nên ngài Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết là 7 ngày đêm bật lối trời trăng. Như vậy là bật lối trời trăng là khi sấm nổ rồi thất nhật đê mê, chúng ta trong 7 ngày đêm thất nhật đê mê. Mà ngài Thanh Sĩ còn nói thêm đó, ngày kia 7 bữa âm u, ơn nhờ tiên Phật dân du cứu mình, rừng xanh hội yến linh đình, vui chi hơn được giữa mình hùm lan. Như vậy là 7 ngày âm u đó, ơn nhờ tiên Phật dân du cứu đời. Mà không phải cái cứu trong cái hành tinh của mình, những cái hành tinh ở trong cái cõi ta bà này nó rất là rộng, nó rất là nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Tại vì Đức Thầy đi dạy trong cái cõi ta bà này, dạy ở đâu? Thầy nói là đừng thở than động đến lòng ta, để cho Thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đằng xa chưa rõ. Hoặc là dạo trong khắp cõi ta bà, nơi nơi chốn chốn quỷ ma rối loạn. Thầy đi dạy rồi, đến ngày giờ đó Đức Thầy Phật Tần Tiên đưa mình, các ngài mới đưa mình trở về đó. Trở về đó tức là trong cái tỷ quả thần lung, tại chứa người hiền. Mà Đức Thầy nói là 7 niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngựa hoàng sang tự đến chi. Chúng ta ở trong đó đó, là ở trong đó. Tức là ngài Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết rằng đó, Phật liền chỉ vào cành bổ thọ, bỗng hiện ra tỷ quả thần lung, rất nên đẹp đẽ hình dung, hào quang ngũ sắc chó cùng khắp nơi. Phật rằng chừng cả trời lửa cháy, núi ra cho mà sắc chảy thì thành bùng, tức thì tỷ quả thần lung hiện ra to lớn và bao trùm hiền nhân, khỏi thiêu xác trong vùng lửa đỏ, mát mẻ như hướng gió mùa thu. Những người bạo ác không tu, đứng ngoài lòng phép dễ đâu được vào. Khắp bốn phía lửa ào phủ xác, thân tiêu ra cho mạc tất thời,
Phật rằng dù rất từ bi nhưng không thể cứu vô nghiệp bất lương. Nghiệp đã đến không phương đầu tẩu, lực trả dai khó giấu dung ai. Vậy con hãy dùng lời ngay đặng khuyên ba tánh kéo dài công tu. Như vậy thì cái tỷ quả thần lung để chứa cho người hiền ở vào đó, cũng như mà cũng như ông Tam Tạng mở trong cái tỷ quả thần lung mà của đứa Quan Thế Âm Bồ Tát cho ổng úp lại cho ổng ngủ sáng một đêm. Quý vị mà thấy rằng dầu lửa cháy đi nữa nó cũng không gì hại đến cái người hiền hết. Tức là đó là một cái cõi trời của Thượng Quân Thánh Đức. Mà quý vị mà biết cái cõi trời đất bằng vàng, thở mộc bằng châu, nên ngài Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết là thở xưa quá địa cầu rất tốt, đất bằng vàng mà thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu ăn vui chớ chẳng khổ sầu điều chi, người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh, nhỏ lần cho đến ngoại tình, lòng người quá xấu, địa hình quá dơ, nay đến lúc băng sơ lập lại, khó tránh ngài có đại biến di, ấy là cũng một cuộc thi ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, rước hiền nhân thế giới Ta Bà đem về Cực Lạc Di Đà, dứt đường sinh tử đánh xa hồng trần. Như vậy là cái người hiền mà được nghe lời thầy chỉ dạy tu hành đó thì trở về đó, đặng cái người sống là cái Thượng Quân Thánh Đức. Mà đức thầy cho biết mấy người còn được sát thân, ấy là Đại Ngọc Cát Lân Dựa Kề. Cái người hiền được trở về, còn cái cảnh giới người ở ngoài đó nếu không được vào đó thì phải trả những cái quả, trả quả vô cùng quý vị. Nên các ngài cho biết, Bồ Tát và Phật cho chúng ta biết đó, cái cảnh thảm khổ đó là nó sẽ biến chuyển rồi làm cho chúng ta phải chịu đau khổ không còn, tại vì việc tẩy trần mà. Nên ngài Bồ Đức Thầy chúng ta cho biết nè, là một đoạn đó là Phật tiên dẫn chuyển lọc lừa, kiếm con hữu phước mà đưa trở về. Ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dồn lừng trời lửa cháy liên biên, tiêu điều sản vật điền duyên thần thông biến hóa dưới miền trung ương, ngục môn đề quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo mà diêm dương lực trừng, nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mê mũi trầm lưng hoài hoài, tai hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng con quốc khỏi kêu, thân khùng giận bị chớ triêu, phiêu lưu trôi dạt mà dinh miêu khóc cùng. Như vậy thì cái cảnh giới mà lửa cháy như vậy thì chúng ta sống sao nổi đâu quý vị. Như vậy thì ở ngoài chúng ta cũng bị thiêu đốt hết, nhưng mà vào cái tỷ quả thần lung, tức là cái người mà tu hành nó được vào tỷ quả thần lung đó, lòng thét ra lửa. Nên quý vị, khi xưa mà Đức Phật Thầy dẫn tín đồ đi trên núi Ông Két, Đức Phật Thầy ngồi trên cái mỏ Ông Két, Đức Phật Thầy lấy cái tay khoát, cái anh em tín đồ mà hỏi thưa thầy dạy biểu chúng con như thế nào, thầy muốn chỉ dạy cho con ra sao, thì Đức Phật Thầy nói là tôi nói cho mau nghe, nước sau này nó đến cái mỏ Ông Két này nè, dâng lên mỏ Ông Két. Đó là lời của Đức Thầy của chúng ta, nói rất là khiêm tốn, rất khiêm tốn đối với tất cả chúng sanh. Nước sau này nó dâng tới nửa lưng, mà thầy có nói một đoạn hồi nãy tôi có đọc lên đó, tới nửa lưng chứ không phải tới mỏ Ông Két. Còn một hôm đó ở tổ đình, Đức Thầy dẫn ông Út Bổn ra sao, nói Út Bổn ơi, khi tôi vắng mặt thời gian tôi trở về, nước nó sẽ lên tới cái chân ba cây dầu này. Chân ba cây dầu quý vị biết là mấy chục mét đó. Như vậy thì nước dâng lửa cháy như vậy thì chúng ta không, Đức Phật mà không tạo ra cái tỷ hòa thần lung là cái cõi trời của Thượng Quân đó, thì quý vị mình thấy rằng đó là làm sao chứa được người hiền, giữ lại được người hiền. Nên cái tỷ hòa thần lung sau này đó là cái người hiền trở về đó, mà không phải ở cái hành tinh của mình, mà cả ngàn cả tỷ cái hành tinh mà được trở về đây. Tại vì ở đây là cõi trung ương mà, Đức Thầy đã biết là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu, tức là cái người hiền trở về đó. Ở trong thế giới toàn cả quý vị, trong bốn biển năm châu này, mà các hành tinh của các hành tinh khác cũng đều trở về đây hết, chứ không phải một cái hành tinh của mình mà 200 mấy chục nước đâu. Kể cả các hành tinh của toàn cả thế giới cũng phải đều về cái cõi Ta Bà này, cũng về đây được hết. Tại vì Phật tiên mà, 7 ngày kia 7 được bữa âm u, ơn nhờ tiên Phật dân du cứu mình. Lúc đó dân du cứu mình, rừng xanh hội yến. Chứ hội yến là gì?
Yến Tiệt đó là cái người hiền là sau này trở về cái Thị Hoa Thân Lung đó, Linh Đình. Nó như vậy thì cái ngày đó là chúng ta sẽ được về hết. Còn những cái cảnh khổ thế gian nè, nếu mà chúng ta không tu á, là không vô đó được rồi, ở ngoài nhắm chịu nói không. Thầy nói là đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi có lửa. Bốn phương có giặc rồi quý vị trốn đâu, trốn nơi nào được? Nên khi xưa có một vị hỏi thưa Đức Thầy, bốn phương có giặc rồi trốn đâu thầy? Thầy ôm tồn chỉ dạy là ông ra bàn thông thiên ông trốn. Cái có một tín đồ hỏi thưa thầy, cái bàn thông thiên trắng lỏng sẽ trốn được thầy? Ý Đức Thầy muốn nói là ông ra ngoài ông tu hành, ông cúng lại, rồi sau này ông sẽ khỏi ra những cái sự đau khổ chiến tranh giặc giả này. Nên thầy nó cho biết là can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàn cầu đến đó ấm cùng no, cùng no bốn biển một cha thôi, bỏ dứt tối thối hư tới với tật tồi, trên có Phật trời soi diệt thế, dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Còn những cái cảnh khổ vô cùng nữa đó, nên ngài Bồ Tát cho biết đó là sao? Sợ e đến việc ủ ê bốn phương yêu nghiệt đổ về Nam Bang, gây nên một cuộc chiến tràng, máu lên ống cẳng mà làm than muôn đời, thay thi chồng chất ngất trời, đó là quả gửi cho đời hạ quân. Sự tu nếu ít phước dân, không mong sống được gặp cơn thái bình. Nà, như vậy thì nếu sự tu mình là ít đó, thì không sống được gặp cơn thái bình. Nếu mà chúng ta tu đó, đúng theo lời Phật dạy rồi đó, là chúng ta được trở lại cái Tỷ Quả Thần Lung, tức là lòng thét cha lửa sau này là bốn con thẻ đó. Rồi sau khi nước dân lửa cháy đó, thì có văn thù Bồ Tát Từ Bi. Đức Thầy cho biết là văn thù Bồ Tát Từ Bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng buồm lon, gước người tu niệm xây sang thủy tình, ai mà ta dạy chẳng dình, ngày sau đừng trách bất tình yêu thương. Còn ngài Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết rằng Phật liền chỉ vào nơi dồ đá, bỗng hiện ra thiền Bát Nhã lớn lao, hào quang rực rỡ chiếu màu, nhưng không có đá thêm vào không mui. Phật rằng chừng thiền ngược xuôi trên nước, vẫn không chìm mà được chạy mau, thiền này đến chừng đến ngày sau, trong khi sấm nổ nước trào dâng lên, nó sẽ chạy khắp trên các nước để rước người hữu phước thiện duyên, đem về dự hội Hoa Liên, về nơi cõi khổ xa miền trần ai. Kẻ ác đức hậu lai trọng trượt, bước lên thiền cũng tuột chìm đi. Thiền này do sức quyền di của chư Phật tạo của nguyên người hiền. Như vậy thì thiền Bát Nhã, nước dâng lửa cháy thì có thiền Bát Nhã rước chúng ta về nơi cái Tỷ Hoa Thần Lung. Ở đó chúng ta sống trong thầy cho biết là trong 7 năm 7 niên hòa địa nhân hiền thủ, chúng ta ở đó tiếp tục lo tu hành. Còn cái người mà không tu ở thế gian trả quả rất nhiều lắm, khổ sở vô cùng đó. Chừng thế giới năm châu thay đổi, chỉ sống còn những kẻ tu hiền, thương bao nhiêu hung ác lị phiền, đâu còn được coi miền bảy núi. Ngài lập hội thay nằm như củi, còn máu kia tựa suối chảy ầm. Trước kênh này ai cũng động tâm huống hồ các Phật tiên thần thánh, nhưng rồi cũng có phương cố gánh, bởi nhân không toàn thiện phải mang, lời phiên răng người hại sửa sang, lẽ phiên khích hại nên liệu lượng. Phía giới sớm Di Đà hàng tưởng, chưa cùng triều lục tử chớ phai, sáu chữ này cứu khỏi nạn tai thì cũng được đưa về cõi Phật. Hoặc là mịt mù đông bắc nam tây, nổ tan một tiếng điếc tai chắc đầu, đến đây biết Phật là màu, đường đi đến đó khá âu cũng gần, chỉ còn sao chót hòa tầng là nơi đẫm máu muôn phần đấy thôi, trải qua rồi mới yên ngồi, người người khỏi việc nỗi trôi u sầu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái cảnh sau này đó là làm cho chúng sanh phải đến giờ trả quả, mà nếu mà chúng ta có tu thì được trở về được cái Tỷ Quả Thần Lung, tức là lòng thét cha lửa đó, mới sống được cái đời Thượng Quân Thánh Đức. Lúc đó được đời Thượng Quân Thánh Đức Đức Thầy của cha ta trở về đó, đến cuối cùng là Đức Thầy của chúng ta trở về để cứu đó. Thầy nói là sao? Thầy nói là Phật truyền thâu hết phép thần, cứu ăn ba tánh một lần nạn nguy, khuyên binh bốn phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì ác thú dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng đó làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa, bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó xung dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân, thiên hoàng cũng mở các lân,
Địa Hoàng cũng mở mấy từng ngục môn mở cửa xem thấy ghê hồn, cho trần có thử có mà hay không. Nhân Hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cái lòng ác gian. Ấy là đến lúc xê sang Tam Hoàng trở lại là đời thượng thượng quân. Như vậy là Tam Hoàng, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng trở lại cái là cái cuộc đời thượng quân. À, còn cái sống ở cạnh đây nhiều cái cảnh khổ nhiều lắm, cũng như Ngài Bồ Tát Thanh Sĩ cho biết đó, bốn phương khói lửa dậy đầy, với giữa mình chẳng biết đâu mà vĩnh miên. À, những ngày tai họa liên miên, năm châu thế giới không yên chỗ nào. Trải qua Nga Đức Nhật Tàu, kéo luôn thế giới hô hào chiến tranh. À, tiểu bang đại quốc xúm giành, người thì lo cướp, người tranh việc nhà. Thiết tha ơi quá thiết tha, à, chỉ cầu cho khắp người ta tu hành. Như vậy là cái cảnh khổ nhiều, cái dồn dập cho chúng ta, mà hiện nay chúng ta đã thấy rồi đó, đã thấy những việc xảy ra ở đâu, ở toàn cả là năm châu thế giới của mình đó, nó đã đến là một cái khu vực của Âu rồi đó, nó đã đến vực khu vực của Âu rồi, thì đến khu vực của Âu rồi đó, Âu rồi nó tiếp dẫn cho đến lần lần lên là tới Á. Khi Á xong rồi nó bắt đầu mới xảy ra từng lượt, rồi cho đến khi mà trở về mà tới bảy núi đó, tới bảy núi là cái giờ đó là cái giờ chúng sanh trả quả vô cùng. Mà thầy nói là nơi phía trước treo leo tiếng khóc đó, đứng sau lưng hình dốc dãy chân, nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lễ lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm phê phang, đến nay gần buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp tràn hại dân. Tam thiên lục bá hoặc là quý vị mình thấy là những cái cảnh đau khổ vô cùng tới đây nó sẽ dồn dập đối với chúng sanh. Nếu chúng ta được tu hành thì vào cái tị hòa thần lung, tức là cái lòng thét cho lửa, để chúng ta sống qua cái đời thượng quân thánh đức. Qua đời thượng quân thánh đức, đức thầy của chúng ta trở về là phân ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang rất nhiều lắm quý vị ơi. Nên chúng ta thấy rằng đó là biết được đức thầy tiên tri và các vị Bồ Tát đã nói hết cho chúng ta hiểu biết, thì chúng ta nên cố gắng để là trao thân phận rạng danh hiếu để thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng, đừng chia lìa bắt đổ nam tông, phải biết giống lạc hồng thượng cổ. Kính thưa quý vị, Ngài cho biết thêm đó là heo tôi là đúng làm hàng, cạo lông chia thịt gom toàn năm châu, chuột nhỏ đỏ quá sâu nằm lăn ca hát ai đâu biết gì, trâu tôi rất giỏi ai bì, chờ khi nước cạn bất thì cài chơi. Nếu đọc văn qua thì mình không biết cái ý nghĩa, nhưng mà nói một ý cái quý vị biết, heo tôi lại đúng làm hàng mà cạo lông chia thịt gom toàn năm châu. Quý vị mình thấy năm 1919 tức là năm Hợi đó, là năm heo đó, tức là cạo lông chia thịt gom toàn năm châu, tức là cái bệnh dịch nó tràn lan từ Vũ Hán cho đến khắp cả trong cái hành tinh của mình đó. Quý vị mình thấy không, có không? Đó là ý lấy ngài, các ngài lấy sự diễn lý cho chúng ta thấy đó. Con heo mà cạo lông chia thịt gom toàn năm châu, tức là cái bệnh dịch của mình đã tràn lan sắp cái sự đau khổ của chúng sanh như thế. Hoặc ngài còn nói là một đoạn ngài tặng trình cho biết, ngài nói một đoạn này quý vị suy nghĩ những cái câu văn đọc của các ngài quý vị xem biết liền. Ngài nói là thân gà dạ khỉ đế trừ, thân gà là thân dậu đó, dạ khỉ đế trừ thì là ngọn lửa mới thu dịu lần, tức là chiến tranh nó mới giảm đi. Kỳ khang thay đổi cuộc trần, chó kia gặp chủ nó cần sủa chu, quân minh dân sự ôn nhu, heo kia thông thả ngao du đầy đàn, chuột rài gặp cảnh bình an, châu kia thông thả ngao du đồn điền, cọp rài làm chúa lâm tiền, quân thần cộng lạc miên miên cửu trường. Cọp tức là năm dần đó, cọp rài làm chúa lâm tiền, quân thần cộng lạc mà miên miên cửu trường đó. Rồi nên trạng trình ngài còn nói một đoạn này quý vị, nó đã đến với chúng ta rồi đó. Ngài cho biết đó là phân ganh biên giới tỏ tường mới an, dần hồng gọi khắp bốn phan, tây phương cuốn gió tìm đường bầu đào dông, bập bồng tần quốc, chứ tần quốc tức là nước tần đó. Quốc bập bồng là nơi chiến địa, quyết hồng chảy lan, hải hồ gửa máu mới an, tiền Âu hậu Á thiên hoàng định thu. Tức là hiện nay đó đang tranh giành ở ngoài Âu rồi đó quý vị, đang tranh giành Âu rồi Á nó cũng chuẩn bị tranh giành đó, tiền Âu hậu mới Á mới thiên hoàng định thu. Đó là những cái lời là của
Đức Phật và Đức Trạng rồi các vị Bồ Tát đã nói hết cho chúng ta thấy những cái cảnh khổ gì rồi. Hôm nay chúng tôi muốn nói lên những cái ý nghĩa, cái cảnh khổ mà cái tỷ quả thần lung, để cái cảnh khổ cái người nào hiền lành và tu hiền được trở về cái tỷ quả thần lung, để sau này chúng ta được còn sống sống một cái đời thượng quân thánh đức sau này, rồi được giữ hội Long Hoa, rồi được giảng sanh về Cực Lạc, có một cái cảnh giới sau này là một cái cảnh giới của Đức Phật đã sắp đặt cho chúng ta, để chúng ta được sống về một cái cõi an lành như vậy. Thì hôm nay chúng tôi có đôi lời ý nghĩa để trình bày qua những cái bốn ông thẻ là như thế nào, ý nghĩa ra sao. Thì bốn thẻ tức là cái tỷ quả thần lung, tức là cái cõi trời của thượng quân thánh đức sau này đó, để chứa những người hiền về đó để là tiếp tục lo tu hành, để sống độ một đời thượng quân thánh đức và dự hội Long Hoa, để kiến diện bậc chân sư tu hành mà đắc quả. Vậy chúng tôi có đôi lời hôm nay để trình bày với đồng đạo Ngọc Tâm những cái ý nghĩa hỏi bốn ông thẻ như thế đó. Vậy chúng tôi xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.